Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình có mới nhận được một đệ tử quá. Đệ tử mới nha. Đệ tử này tên tên Nguyên. Thì tới đây học đàn. Đồng thời thì anh Nguyên này có giọng ca cực kỳ độc lạ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ lưu lại với em Nguyên này một bài. Đó là bài Nửa đêm ngoài phố. Nửa đêm ngoài phố. Rồi mời các bạn lắng nghe nha. Đây là đệ tử học đàn nha, nhưng mà tại vì có giọng hát bẩm sinh. Rồi để hai thầy trò mình làm bài chơi. Ok. Hát xanh. Yeah.
bye.